Công nghệ triệt lông diốt lạnh sử dụng đầu máy được trang bị bề đá sapphire âm 4 độ C, tác động sâu vào gốc chân lông và ngăn lông mọc trở lại đến 99%. Triệt sạch tận gốc, an toàn, dịu nhẹ, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa da, tăng tính đàn hồi và se kích lỗ chân lông. Bước 1. Tư vấn khách hàng về quá trình triệt lông và công nghệ triệt lông diốt mới nhất hiện nay. Bước 2. Cạo sạch lông vùng cần triệt, vệ sinh trước khi điều trị. Bước 3. Hoa gel chuyên dụng, làm ẩm và mềm lông, hỗ trợ quá trình triệt lông nhẹ nhàng hơn. Bước 4. Điều chỉnh tần số phù hợp với tình trạng lông của khách hàng. Bước 5. Tiến hành triệt lông bằng máy triệt diode laser công nghệ cao với đầu máy đã được vô trùng. Bước 6. Chuyên viên vệ sinh lại vùng da của khách hàng sau khi triệt lông. Bước 7. Tư vấn chăm sóc vùng da sau khi triệt, đồng thời hướng dẫn quy trình giữ gìn và làm đẹp da. Phòng khám thẩm mỹ quốc tế Viva, nâng tầm nhan sắc của bạn. Hotline 0788 947 666, địa chỉ 46 Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.